Nhân quả giải theo Phật giáo. Hỏi: Nửa tháng trước tôi có thỉnh một tượng Quan Âm, đã bỏ ra 20 đồng để khai quang, sau đó vui mừng đem về nhà. Nào ngờ khi bạn bè hỏi thăm, biết tôi đem tượng Phật vào nhà sau 11 giờ trưa, thì họ thất sắc la tôi: Thỉnh tượng Phật phải lo mà đem vào nhà trước 11 giờ chứ, nếu không cho dù có khai quang rồi thì chẳng những không linh mà còn bị gặp tai họa nữa. Kết quả là chưa đầy mấy ngày thì xe đạp tôi bị mất trộm. Đến giờ tôi vẫn còn lo sợ, vì chẳng biết từ rày về sau còn xảy ra tai họa gì nữa không. Do vậy mà tôi đến thỉnh giáo ngài, phải làm sao để thoát khỏi tai nạn? Đáp: Nếu nói đem tượng Phật vào nhà không đúng giờ sẽ chiêu họa tai đến cho gia đình, thì liệu còn ai dám thờ Phật nữa? Xin các vị cư sĩ đừng có tuyên truyền cái luận thuyết hồ đồ, làm lầm lạc người như thế. Truyền điều mê lầm thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết thì sẽ thành là ác tri thức. Nếu bạn cứ dùng thuyết sai lầm này để hướng dẫn người, tức là làm trái nhân quả đấy. Có người còn nói không được tụng kinh Địa Tạng ở nhà, vì vừa tụng kinh tiểu quỷ liền đến. Rồi còn nói chỉ có ở trên lầu cao nhất mới có thể thờ Phật, nếu cúng dưới nhà người là không cung kính. Vậy những ai ở chung cư thì không được thờ hay sao? Rồi nào là chú Lăng Nghiêm phải tụng lúc 3 tới 5 giờ sáng, phải thế này, phải thế kia, vân vân. Đây toàn là tà thuyết gây chướng ngại cho người tụng kinh, trì chú, thờ Phật. Có lẽ người nói có lòng tốt, nhưng tuyên truyền như vậy lại thành trợ giúp ma dương mà không hay. Bạn nên hiểu, giờ nào cũng đều có thể thỉnh Phật vào nhà, còn chuyện khai quang, đấy chỉ là hình thức mà thôi. Nên biết, Phật không cần chúng ta khai quang. Ý nghĩa khai quang là biểu minh rằng, kể từ hôm nay, ta bắt đầu lễ Phật, học Phật. Nếu cứ nói, không khai quang Phật chẳng hiện hữu, là quá sai lầm. Thờ Phật tại nhà sẽ giúp chúng ta lúc nào cũng được nhìn thấy tượng Phật, nhắc nhở rằng trong lòng mình lúc nào cũng có ánh sáng trí tuệ chân chính của Phật, nên làm gì cũng phải có chánh tri chánh kiến. Điều cần làm nhất, thờ phụng tốt nhất chính là bản thân phải ngưng dứt tham sân si, siêng tu giới định huệ. Cho nên thỉnh tượng Phật về nhà có thể cúng thờ ở chỗ nào mà ta cảm thấy thích nhất, hợp nhất là được. Sau khi bày hương hoa cúng phẩm, dâng hương đảnh lễ Phật xong là xem như khai quang rồi. Người có thiên nhãn sẽ nhìn thấy tượng Phật phóng kim quang, còn không thiên nhãn vẫn có thể dùng tay cảm nhận khí này. Chẳng hạn như ở cách mấy mét, nhẹ nhàng thử đẩy Phật tượng, cảm thấy có một lực cản vô hình. Chỉ là tôi muốn nói với các vị, tượng Phật thỉnh về được, ta dùng tâm cung kính đảnh lễ rồi sẽ khác đi. Chính xác là Phật Bồ Tát sẽ phân thân hiện hữu tại đó. Cũng không nên chấp trước vào việc thử xem có cảm nhận được khí lành hay có thể nhìn thấy kim quang không. Nếu thỉnh Phật về rồi, trong lúc lễ, bạn có thể tụng 3, 7, 21, 49 biến chú Đại Bi hay Bát Nhã Tâm Kinh hoặc Kinh Kim Cang, Kinh A Di Đà hay những kinh nào mà bạn muốn tụng đều tốt cả. Như cúng tượng Địa Tạng Vương thì có thể tụng 1 đến 3 bộ. Tóm lại, bạn cho rằng làm sao trang trọng cung kính nhất thì cứ an vị như thế. Phật nói tất cả do tâm tạo, nên chỉ cần sau khi thỉnh tượng Phật về rồi, bạn cần nghiêm trì ngũ giới, hành thập thiện thì sẽ trở thành đệ tử chân chính của Phật ngay. Ngược lại, nếu bạn cứ chấp chặt vào hình thức, đi nhiều chùa khai quang cho lắm, nhưng không lưu tâm lo trì ngũ giới hành thập thiện, thì Phật cũng chẳng giáng lâm nơi nhà bạn. Còn chuyện mất xe đạp, xin hỏi, ngày xưa khi bạn công tác, có lấy của cơ quan 6 cây gỗ dài độ 1,5 mét và 1 cây dài 10 mấy mét chăng? Dạ có, đó là cây cũ do đơn vị không dùng, nên tôi lấy đem về xây nhà bếp. Nhưng bạn không được cơ quan cho phép, đã tự tiện lấy đem về nhà, làm như vậy là lấy trộm. Đó là xưa gieo nhân xấu, hiện tại bị mất xe đạp, là do quả trổ.
Đây chính nhờ công đức bạn thỉnh Phật lễ Phật nên bắt đầu trả nghiệp, giải nghiệp. Bạn còn tham chiếm của đơn vị nhiều vật khác nữa, phải mau lo sám hối thì may ra có thể tiêu tội hoặc được quả báo nặng chuyển thành nhẹ. Còn cái chuyện mất xe đạp cùng giờ giấc thỉnh Phật vào nhà không ăn nhập gì tới nhau đâu. Mong tất cả đệ tử Phật đừng có mê tín như thế. Cô Tôn. Nghĩ đến việc cứu hộ động vật và làm hại động vật đều có báo ứng, nên tôi quyết định viết chuyện này ra cho người sơ học hiểu thêm. Từ lúc tôi bái sư đến thời điểm đó, tính ra đã là mùa đông thứ hai. Lúc này Hòa Thượng Diệu Pháp đang ngủ tại nhà tôi. Ngày nọ, cô tôi từ Tây An gọi điện tới, kể rằng nửa tháng trước, do trên đường bị tuyết đóng băng, cô đi đến xưởng làm sơ ý bị té gãy chân phải, được bạn bè đưa vào bệnh viện. Lúc nằm trên giường mổ mới phát hiện các đồng nghiệp trong xưởng, tính luôn cô, tổng cộng là 7 người, thảy đều bị thương, phải nhập viện. Trừ một người bị nứt xương hông ra, những người khác đều bị gãy xương bánh chè. Thời đó thuốc men khan hiếm. Sau khi mổ xong, bác sĩ nói chân cô khó mà hồi phục hoàn toàn, tương lai sẽ bị tật. Vì vậy cô rất khổ tâm. 3 ngày sau cô xuất viện về nhà dưỡng thương. Lúc đó cô mới hơn 40 tuổi, thầm nghĩ: nếu như thành người tàn phế thì thật khó khăn. Cô tuyệt chẳng biết việc học Phật của tôi, càng không quen Hòa Thượng Diệu Pháp. Chẳng qua vì khổ quá nên mới gọi điện kể lệ với tôi. Bởi lúc tôi trò chuyện thì sư phụ cũng đang có mặt. Vì vậy tôi cố ý nói to, lặp lại tình huống của cô, mục đích là để cho sư phụ nghe. Sau đó tôi kể cho cô nghe nhân duyên giữa tôi và sư phụ. Tôi vừa nói thì cô tin ngay, liền thỉnh cầu xin sư phụ khai thị cho. Thế là tôi chuyển điện thoại cho sư phụ. Sư phụ hỏi cô: 4 năm trước con đã từng cứu và băng bó cho một con bồ câu trắng bị gãy xương chân phải không? Cô nghe vậy thì rất hưng phấn. Tôi đứng kế bên nghe được như sau: dạ có thưa sư phụ, 4 năm trước con có đến nhà chị đồng nghiệp. Vừa vào sân thì thấy có mười mấy con bồ câu đang dây quanh một con bồ câu đi khập khiễng. Con hiếu kỳ tiến lại gần xem, thấy con bồ câu nọ bị gãy chân. Con bèn kêu chị bạn tới, vội bế con chim lên. Chúng con cùng quan sát, hiểu ra là con chim bị trúng đạn do ná bắn. Bèn rạch chân nó cho chảy mủ tiêu độc, rồi dùng rượu và cao dán băng bó cái chân giúp nó. Sau đó con chuốt cây làm nạn tháp vào cho chim đi đỡ. Cuối cùng thì chân con chim này cũng được lành. Sư phụ, ngài thiệt tài, có thể biết mấy chuyện năm trước của con. Chuyện này có liên quan đến cái chân gãy của con ư? Sư phụ lại hỏi: có phải con ưa ăn gà nướng, hơn nữa rất ưa dùng đùi gà và khoái gặm chân móng nó? Dạ phải, con rất ưa. Con ra chợ mua gà về, dù nó đã bị giết, nhưng cũng chính bản thân con tại nhà bếp khai đao mổ bụng, chặt chân gà ra, hầm nấu chân rim. Vì nguyên nhân này nên con bị gãy xương đùi. Đây gọi là ác hữu ác báo. Nhưng nhờ con đã từng cứu chữa cho con bồ câu gãy chân, giúp nó lành bệnh, cho nên vết thương con sẽ không lưu di chứng. Cứ chịu khó tập chống nạn đi, dần dần sẽ hồi phục. Cô tôi vui mừng hỏi: do con ưa ăn chặt chân gà nên lãnh quả báo bị gãy chân. Thế thì con mổ bụng nó, tương lai chẳng phải cũng bị y dị mổ bụng sao? Sư phụ cười bảo: con tỉnh giác rất mau. Bảo Quả Khanh gửi cho con mấy cuốn sách Phật giáo mà đọc. Đó là câu chuyện có thật của cô tôi. Chân cô sau đó cũng hồi phục mạnh khỏe. Cách lìa dục niệm. Có cặp vợ chồng trẻ đến thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Họ kể mình quy y Phật rồi, ăn chay dễ dàng, rượu thuốc gì cũng đoạn trừ được hết, chỉ duy nhất giới dâm kiên cử mấy lần đều thất bại. Nam cư sĩ kể, mỗi khi trong lòng khởi dục, anh thường niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng cuối cùng cũng bị niệm dâm đánh bại. Vì vậy anh rất khổ tâm, xin Hòa Thượng chỉ dạy giúp cho.
Sư phụ khai thị: "Con tinh tấn tu hành, thực đáng tán thán. Hoa sen sở dĩ thánh khiết là vì nó xuất thân từ bụng mà bất nhiễm. Phật Thích Ca lìa vợ đẹp con ngoan, xuất gia tu hành, là thị hiện con đường tu thẳng tắc cho chúng ta. Người tại gia nếu có thể đoạn dục thì cũng đồng như xuất gia không khác, sẽ thành bậc tu hành xuất thế mẫu mực. Niệm thánh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm có thể trợ giúp đình chỉ tâm dâm, nhưng không phải để dâm niệm khởi lên rồi mới lo cầu Bồ Tát cứu trợ, mà bình thường phải luôn niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, như vậy mới có thể ly dục. Quan trọng nhất là trước tiên phải minh lý, hiểu rõ đạo lý rồi mới nhờ am tường Phật Pháp, mà việc giữ giới dâm tự nhiên thành. Càng thực hành càng thể ngộ đạo lý trong đó, nên tính tâm càng vững vàng bền chắc. Đề nghị hai con nên xem và học thuộc bốn điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh trong Kinh Lăng Nghiêm. Sau đó, lúc rảnh thì tụng thầm hoặc đọc nhỏ tiếng. Những khi tản bộ sớm tối, cưỡi xe, ngồi xe buýt, ra ngoài, bất kể làm gì, đều có thể tận dụng thời gian hiện hữu để tu trì. Nên học thuộc thêm chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, mỗi ngày tụng bốn điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh, ít nhất một biến. Nếu tụng càng nhiều thì càng tốt, nhất là trước khi ngủ phải tụng một biến. Có thể lấy đây làm thời khóa tụng cho người sơ học, có thể dùng bốn điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh làm thời khóa tụng sớm tối cho người tại gia. Nếu có thể tụng thành tiếng, không những bản thân mình được lợi mà các chúng sinh chung quanh mắt phàm không nhìn thấy cũng đang quỳ nghe con tụng, thấy đều được lợi ích, thế thì tự nhiên các con sẽ có công đức vô lượng. Nếu chuyên cần tu như thế, sau 3 tháng nhất định sẽ khiến niệm danh nơi thân tâm đều đoạn dứt, mà tính đoạn cũng không. Chẳng những bản thân đoạn được danh, mà cả trong ý nghĩ niệm dâm cũng không còn. Lúc này quý vị sẽ sống rất thoải mái, ung dung, không ngôn ngữ văn tự nào có thể diễn tả hết. Đây là thánh cảnh mà chỉ người đoạn được dâm rồi mới cảm nhận hết những an lạc di diệu trong đó. Đạt đến niệm dâm nơi thân tâm đều đoạn sạch cả rồi, thì dù không học thuộc tứ trọng thanh tịnh minh hối, vẫn có thể hành trì cả đời, bởi lời Phật dạy đã ghi khắc trong tim. Lúc này mới phát hiện câu nói trên thế giới không gì khoái lạc hơn dâm dục là sai, vì khoái cảm do dục mang đến chỉ trong chớp mắt, nó không thực sự là khoái lạc. Bởi nếu phải tiếp diễn thì càng thêm mệt mỏi, tinh lực càng kiệt, lúc này không còn là lạc nữa mà rất khổ. Chưa kể chính vì dâm hừng thịnh mà sản sinh nhiều tật bệnh, xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa phu thê, dẫn tới ly hôn, thậm chí còn khiến đương sự tử vong yểu mạt. Người tại gia cần tiết chế thích hợp, nhưng người tu hành nhất định phải đoạn dâm, bởi dâm tâm không trừ, trần khó thể xuất. Có người đoạn dâm được thời gian, tình cờ xuất hiện chứng di tinh, mộng tinh, hiện tượng này là bình thường, đừng thèm lý tới, tự nhiên sẽ hết. Một khi đã đoạn trừ được dâm, không những thể xác khang kiện mà còn thu nạp bảo tồn tinh hoa, có thể kết tụ xá lợi kiên cố không gì sánh. Thời gian đoạn dục càng dài thì khi viên tịch quả thiêu xá lợi lưu càng nhiều. Xá lợi là thánh vật đồng chư Phật Bồ Tát, thế nhân thành tâm lễ bái sẽ được nhiều lợi ích. Cho nên người tu hành khéo đoạn trừ dâm sát đạo vọng, tức sẽ thành tựu được tri giác vô thượng của Bồ Tát. Vì sao hài nhi khóc? Đầu xuân năm nọ, Tiết Nhan là nhà láng giềng đột nhiên gọi điện cho tôi nhờ trợ giúp, kể rằng anh đến chúc Tết nhà của sếp, gặp lúc hai vợ chồng họ bối rối khốn khổ nhìn đứa con mới sinh được hơn tháng tuổi khóc thét không ngừng suốt 2 ngày nay. Do các bệnh viện không tìm ra nguyên nhân vì sao bé khóc, nên lòng họ nóng như lửa đốt. Tiết Nhàn thấy tình cảnh này vội gọi điện cho tôi cầu cứu. Tôi cũng nghe rõ tiếng đứa bé đang khóc rất dữ, bèn chuyển điện thoại đến cho sư phụ.
Sư phụ bảo Tiết Nhan trao điện thoại cho cha mẹ bé, rồi hỏi: "Nhà các người có phải rất ưa ăn hải sản, tôm, cua, cá, vân vân?" Họ đáp: "Dạ phải, dân ở Đài Loan thường ăn các thứ này, chúng tôi cũng vậy." Sư phụ bảo: "Nếu bây giờ hai vị phát tâm không ăn hải sản nữa và chịu niệm Phật siêu độ cho những con vật đã ăn qua, thì con các vị sẽ lập tức ngừng khóc ngay." Họ không hiểu, chất vấn: "Đứa bé khóc thì có liên quan gì tới việc ăn tôm, cua, cá của chúng tôi?" Sư phụ giải thích: "Đài Loan đạo Phật rất thịnh, thế mà hai vị đối với Phật giáo lại không biết chút gì sao?" Họ đáp: "Chúng tôi là ngoại đạo, theo tín ngưỡng thờ lão giáo của Đài Loan, mà đạo này thì không cấm ăn các thứ hải sản tươi sống." Sư phụ nói: "Thần thức các loài thủy tộc mà hai vị đã ăn qua đang ôm hận và trực sẵn chờ đợi thời cơ báo thù. Nhưng do hai vị hiện thời phúc báo chưa tận, tuổi trẻ dương khí thịnh, nên các quan gia này bèn chuyển sang quấy rối đứa nhỏ. Chúng quá hiện thành đủ hình dạng xấu xí để nhát dọa, hù cho đứa trẻ sợ. Các vị có thấy hai cánh tay của bé không ngừng quơ quơ giữa không chăng? Đó là vì muốn chống lại những linh quỷ dị dạng xấu hình đang quấy phá, khiến nó sợ hãi khóc mãi không ngừng. Quan gia đang dùng cách này làm cho các vị phải sầu muộn lo lắng, tâm lực tiều tụy. Như thế thì chẳng bao lâu nữa là chúng có thể đạt được mục đích báo thù. Phải biết các ấu nhi dưới 3 tuổi bình thường đều còn nhục nhãn thông, có thể nhìn thấy cảnh giới mà mắt người không nhìn thấy. Sau 3 tuổi, do dục vọng thế gian tăng gia, dần dần che mờ hết nên chúng sẽ thấy bình thường lại như người lớn. Nếu muốn quan gia không quấy nhiễu hù dọa đứa bé nữa, thì ngay bây giờ hai vợ chồng phải lập tức phát thệ không ăn hải sản nữa. Hai vị cần tuyên bố như vậy, rồi sau đó phải vì những con vật mình từng ăn qua niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật để siêu độ chúng. Làm được vậy thì cháu bé sẽ ngừng khóc ngay." "Ta biết hai vị không tin, nhưng lẽ nào không muốn thử nghiệm xem sao ư?" Đối phương do dự một lúc, bất đắc dĩ đành phải phát lời thề nguyện: "Chúng tôi từ nay về sau không ăn hải sản nữa." Sau đó sư phụ dạy họ niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Họ chỉ lặp lại mới vài câu thì tiếng khóc đứa bé nhỏ dần rồi từ từ dứt hẳn. Điều này khiến ông chủ Đài Loan cảm thấy bất ngờ và bị chấn động, cất tiếng cảm tạ sư phụ không ngừng. Vợ ông cũng bật khóc, nói cảm ơn đi lìa như người máy. Sư phụ bảo họ: "Hiện giờ đứa bé đã ngừng khóc. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, hàng ngày các vị phải vì những con vật mình ăn qua siêng năng niệm Phật siêu độ chúng. Chưa hết, từ đây về sau còn phải phóng sinh cho nhiều để giúp tiêu nghiệp cũ. Nên dính chút thời gian đến thiền viện Đại Bi thỉnh một số kinh sách về đọc." Hai vợ chồng đều hứa nhất định họ sẽ làm theo và siêng năng lễ tụng. Hai ngày sau, Tiết Nhan cùng hai vợ chồng nọ đi đến tìm Hòa Thượng Diệu Pháp lễ tạ. Nhưng sư phụ đã ra đi từ tối hôm qua. Tôi bảo họ hãy đem lễ vật cúng dường thiền viện Đại Bi. Nguyên nhân bất hạnh. Một ngày mùa thu năm 2001, một vị cư sĩ dẫn theo một cô khoảng chừng 30 tuổi, trông rất tiều tụy. Cô quỳ trước Hòa Thượng Diệu Pháp khóc bước, không ngừng kể lể những bất hạnh của mình, quên hẳn hiện trường đang có mấy mươi khách. "Sư phụ, con khổ quá nên mới nhờ khách cư sĩ dẫn đến đây cầu ngài chỉ giùm cho con đường sống. Từ nhỏ, con là một đứa bé ưa cô độc, không thích đám đông, thường chơi một mình, đi dạo một mình. Có thể nói con là một con bé sống rất có quy củ, trách nhiệm. Nhưng năm 19 tuổi, con bị kẻ xấu cưỡng hiếp. Lúc đó con đau khổ muốn tự vẫn nên đã nghỉ học một năm. 2 năm sau, con lại bị cưỡng hiếp nữa. Tuy kẻ ác cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị, nhưng tinh thần con hầu như suy sụp, chẳng còn học nổi. Năm 25 tuổi, cha mẹ cho con giao thiệp bạn bè,
nhờ người giới thiệu cùng hết. Nhưng người bạn trai thứ nhất quen con gần một năm, lại lừa gạt tình cảm con rồi bỏ đi. Năm sau con quen chàng khác, kết quả anh này cũng hành xử giống như người bạn trai trước. Con hầu như không còn niềm tin để sống nữa, khổ đến lúc nào cũng nước mắt đầm đìa. Xin sư phụ giải cho con hiểu, số con vì sao quá bất hạnh, có cách nào chuyển đổi hay không? Sư phụ mời cô ngồi. Ngài trầm ngắm một hồi rồi hỏi: hôm nay vì sao con không trang điểm? Nghe hỏi vậy, cô có chút ngơ ngác, sau đó tỏ vẻ áy náy thưa: Dạ bà khách dặn con, tới gặp ngài thì không nên trang điểm. Sư phụ nghiêm túc nói: không phải ta hỏi vậy là trách con không trang điểm, mà muốn cảnh báo với con rằng đời này sở dĩ con gặp nhiều bất hạnh như thế, đầu tiên là do con quá chú trọng đến trang điểm. Bởi con luôn trao tia nhan sắc cho xinh đẹp, y phục lúc nào cũng phải đúng mốt, còn ưa mặc khiêu gợi hở hang. Cho dù tính con ưa cô độc lập dị, nhưng thích được mọi người ngưỡng mộ nhìn ngắm mình, rất ưa quyến rũ nhãn qua người khác phái. Ta nói có đúng không? Cô gật gật đầu. Sư phụ nói tiếp: dục vọng nam nữ ai cũng có, nên ta không trách chi. Nhưng mà bản chất phái nữ vốn yếu đuối, vì vậy con phải cẩn trọng tự bảo hộ mình. Người Trung Quốc có câu: trao dung gợi dâm, khoe của mời cướp. Hàm ý thế này: có của phải khéo giấu cho nên khoe, đừng ham phô trương chứng tỏ mình giàu, như vậy là tự biến mình thành mục tiêu cho kẻ cướp ra tay. Nếu quá chú tâm trao tria làm đẹp, trang điểm mình cho lộng lẫy, hoặc ăn mặc hở hang khiêu gợi quá mức, khiến người khác phái vừa nhìn là phát khởi niềm dâm, dục vọng hừng thịnh, thế thì họ sẽ không thể tự khống chế, tất nhiên khởi ý xâm hại con. Cho nên nếu đã nhận mình là cô gái sống có quy củ trách nhiệm, thì đúng ra con nên biết cách khéo tự bảo vệ mình, không nên ăn mặc hở hang kích khởi dâm tâm ái niệm nơi người khác phái. Còn về phu thê, tất cả đều có duyên số và tùy thuộc nguyên nhân nghiệp lực đời trước nữa. Kiếp trước ai thiếu ai, ai nợ ai, nhất định đời này sẽ tìm đến gặp nhau đòi nợ. Con không thấy có những chàng trai anh tuấn cưới vợ dung nhan rất kém, hoặc có những mỹ nữ lấy chồng thiệt xấu hay sao? Cho nên tất cả nam nữ thiện lương trên đời tuyệt không nên học hỏi chân diện ăn mặc hở hang theo kiểu các ngôi sao điện ảnh, bởi vì trao chuốt hở hang sẽ gợi dâm, khoe của là mời cướp. Nếu con muốn trong tương lai mình có được gia đình hạnh phúc, thì phải luôn giữ tâm ý đoan chính trong sạch và thường niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Được vậy thì dù định mệnh an bài sẵn phu thê ác duyên, cũng có thể chuyển thành phu thê thiện duyên. Con nghe và hiểu rõ lời ta nói chứ? Dạ rõ ạ. Được rồi, cứ y theo đó mà làm. Chưa đầy một năm sẽ gặp Lăng Quân Như Ý. Còn vận mệnh trước đây con bất hạnh thế nào, việc này còn tùy thuộc vào nhân gieo tiền kiếp của con nữa. Bởi vậy mới có câu: muốn biết nhân đời trước, xem quả thọ đời này. Nhưng kể từ nay về sau, con phải giữ gìn ngũ giới, hành thập thiện, xem kinh sách cho nhiều, rồi từ từ sẽ minh bạch. Cô đò vui vẻ dẫn theo lời hòa thượng dạy. Kim Doanh. Kim Doanh, một cô gái khoảng 30 tuổi, hướng hòa thượng Diệu Pháp khóc kể nỗi khổ của mình. Hồi 16-17 tuổi, tình cờ xem cuốn sách lịch sử Phật Thích Ca. Ngày đó nhớ mãi, đối với truyện này yêu thích không muốn rời tay. Sau đó con đọc tiếp các sách cơ bản của Phật giáo, biết Phật giáo có thánh địa Ngũ Đài Sơn, nên luôn mơ tưởng mong được lên đó một lần. Nhưng tốt nghiệp ra trường rồi thì đi làm, mãi đến năm 27 tuổi nguyện vọng này con mới thực hiện được. Vừa đến Ngũ Đài Sơn, Kim Doanh có cảm giác rất thân quen.
Hơn nữa còn thấy Ngũ Đại Sơn mới chính là cố hương của mình. Khi cô vào chùa, ngủ ở nhà khách thì được giao tiếp cùng với các vị kheo ni. Cô cảm thấy họ giống như quyến thuộc của mình, vừa ở là không muốn về. Cô thực sự quên luôn cảnh nhà, thậm chí quên luôn mình đã ở quá kỳ nghỉ phép. Mãi đến khi ni sư nhắc nhở, con không về làm việc sao? Cô mới sực tỉnh và nhớ ra, vội quay về nhà. Về rồi mới biết gia đình đang chuẩn bị phái người lên Ngũ Đại Sơn tìm cô. Bởi từ lúc cô rời nhà không hề gọi điện thoại về thăm một lần nào. Còn ở quá ngày phép mới mò về, khiến mẫu thân nóng ruột lo lắng đến phát bệnh tim. Cô bị người nhà trách mắng cho một hồi. Mẹ cô tuyên bố, từ nay về sau không được đi đâu nữa, nếu không muốn tôi mau chết. Nhưng lần viếng Ngũ Đại Sơn đó khiến cô dương dấn nhớ nhung mãi. Thậm chí nhiều lần nằm mơ còn thấy mình mặc y phục người xuất gia. Chẳng bao lâu cô quyết định phải đi tu. Mẹ cô cực lực phản đối. Cô thưa với mẹ, mẹ cũng tin Phật mà, con xuất gia không phải là việc tốt hay sao? Huống chi trong nhà vẫn còn anh, chị và đám con cháu vây quanh nữa, như vậy chưa đủ hay sao? Mẹ không cho con xuất gia, mẹ có biết làm vậy thì con khổ lắm không? Mẹ cô thẳng thừng bảo, không được nhắc đến chuyện này nữa. Ai muốn xuất gia cũng được, ngoại trừ con ra. Ngày nào mẹ còn sống, mẹ nhất quyết không cho con xuất gia. Con mà đi tu là mẹ chết liền cho con coi. Không còn cách nào khác, cô nghĩ, chỉ còn nước học theo Phật, trốn nhà đi tu. Bèn âm thầm xin nghỉ việc, để lại một phong thư, lén rời khỏi nhà. Cô lên Ngũ Đại Sơn, vào chùa, xin trụ trì cho xuất gia. Nhưng trụ trì bảo cô trước tiên khoan cạo tóc, cứ ở đây tập tu xem có thích ứng với đời sống xuất gia không. Nào dè mới nửa tháng anh cô đã tìm đến, kể rằng cô vừa rời nhà thì hôm sau mẹ đã phái người đi tìm ngay. Nhưng không ai biết cô ở chùa nào. Họ đi tìm liên tục suốt nửa tháng nay, tới giờ mới lần ra chỗ cô cư ngụ. Anh còn bảo, mẹ vì em đòi xuất gia mà phát bệnh tim nặng đến phải nhập viện, hiện giờ sống chết chưa rõ. Thế là cô phải theo anh trai trở về. Mẹ cô cũng mới vừa ra viện, đang nằm ở nhà dưỡng bệnh. Cô than với hòa thượng, đúng là con xuất mà không ra khỏi gia, nhưng tâm trí con tới nay vẫn để ở chùa. Con đã hơn 30 tuổi rồi mà tới giờ chưa được tự do, có thể mà thực hiện ước mơ của mình. Hằng ngày con sống y như cái xác không có hồn vậy. Dạ, con xin sư phụ chỉ dạy cho con biết con phải làm sao. Cô Kim vừa nói lệ tuôn đầm đìa, khóc nghẹn ngào nức nở. Hòa thượng đợi cô bình tĩnh lại rồi bảo, còn chưa từ bỏ ăn mặn sao? Dạ phải. Vậy thì hãy bắt đầu bỏ ăn mặn ngay đi. Mỗi ngày nhớ hành trì công phu, tụng niệm các khóa lễ sáng tối cho đều đặn. Dù có đến sở làm thì trong lòng lúc nào cũng luôn niệm Phật. Nên học thuộc bài chú Đại Bi, Tâm Kinh hay Tứ Trọng Thanh Tịnh Minh Hối và thường trì tụng. Tụng kinh tối xong thì ngồi tĩnh tọa từ 40 phút đến 1 tiếng. Hằng ngày phải kiểm điểm những lỗi thập ác đã tạo trong đời này, phát tâm sám hối. Con hành trì công phu đều đặn như thế thì cũng giống như người xuất gia. Nên xem nhiều kinh sách, nhất là kinh Lăng Nghiêm, cần phải đọc cho nhiều để tăng trí huệ. Dù ở nhà cũng có thể hoằng pháp lợi sinh, tùy duyên độ người, không nên cưỡng cầu. Người học Phật phải lấy lợi ích chúng sinh làm trọng, huống nữa đây là mẹ con. Không thể vì muốn thỏa mộc của mình mà làm tổn hại đến bà. Thời gian con có thể xuất gia khoảng chừng 3 năm nữa. Nếu như hiện tại con có thể buông xả mọi chấp trước, tu tập tinh tấn như ta bày, thì chắc chắn sẽ có hy vọng. Cô Kim nghe lời hòa thượng dạy, cung kính dâng theo. Tối đó, lúc gần đi nghỉ, tôi hỏi sư phụ nhân duyên nào mà cô Kim muốn xuất gia. Sư phụ kể, trăm năm trước, có chàng trai trẻ tu theo đạo lão ở Ngũ Đại Sơn.
được một thiên kim con nhà quý tộc kính ngưỡng. Ngày nọ tiểu thư đi cùng con hầu đến đạo quán, hướng đạo nhân hành lễ, rồi dâng một túi vải nhỏ. Đạo nhân tiếp nhận, sau đó mở ra xem, thấy bên trong là một số ngân lượng, lòng rất cảm động. Cứ thế hai bên qua lại mãi, dần dần có cảm tình. Đạo nhân không chống nổi nữ sắc cám dỗ, cuối cùng thành hôn cùng tiểu thư. Do sợ người gièm pha, tiểu thư dẫn A Hoàng theo mình cùng chồng vào chốn thanh sơn thủy tú gây dựng mái ấm. Sau khi kết hôn, hai người chung sống hạnh phúc, tương kính như tân. Người chồng vẫn còn ưa tu, thê tử một bề chăm sóc, ưu ái quan tâm. Chàng đối với nàng tơ tình càng vững dứt. Con hầu của tiểu thư cũng ở dậy phụng sự cho họ đến mãn đời. Cô Kim đời này là hậu thân của chàng đạo sĩ nọ, do tình ái sâu nặng mà bị chuyển thành thân nữ. Mẹ cô chính là tiểu thư quý tộc, còn phụ thân Kim Doanh chính là A Hoàng. Do đời trước sống hết dạ phụng hiến chu toàn, nên đời nay được chuyển làm thân nam tử. Nhưng đối với tiểu thư và đạo nhân kiếp xưa, giờ vẫn một lòng quan tâm chăm sóc. Nghe sư phụ khai thị, tôi chỉ biết thở dài. Người tu nếu không cắt dứt tình chấp luyến ái, cuối cùng cũng khó thoát khỏi luân hồi. Thật là tu hành khó, khó như đi lên trời. Giáo dục gian nan như trồng sen trong lửa, đoạn dục khó, khó như nấu cát thành cơm. Như vậy, nghe pháp tinh thọ, hành trì tinh tấn, đoạn dục cử ái mới là căn bản của người tu. Tụng kinh niệm Phật còn bị tai nạn ư? Hỏi: trong kinh Địa Tạng giảng, miêu tả là thiên địa quỷ thần thường hộ người niệm Phật lễ Phật, không để cho hung sự họa hại vào cửa, không cho có các nạn như là thủy, lửa, trộm cướp vân vân xảy ra, nghĩa là tất cả ác sự đều tiêu diệt. Nhưng con thấy có nhiều cư sĩ lễ Phật tụng kinh vẫn gặp những tai nạn như bệnh hoạn, ác dân, đụng xe, rớt phi cơ vân vân. Ngay cả bản thân con cũng thường gặp việc bất như ý. Con còn thấy có các cao tăng và cư sĩ đức hạnh đột nhiên bị bệnh nặng lìa đời. Mặc dù con không hoài nghi những gì trong kinh Địa Tạng mô tả, nhưng khó tránh được thắc mắc. Vì vậy, xin Ngài giải thích cho con hiểu thêm. Đáp: xin hãy đọc kỹ kinh Địa Tạng, đừng có ngắt câu triết nghĩa, diễn giải theo ý mình. Phải biết, mỗi khi Phật Bồ Tát giảng đề cập đến những gì được thọ ích, thì trước đoạn văn luôn có cụm từ thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đây là nói rõ, phàm những vị nào là thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu lễ Phật, tụng kinh, khuyên người tin Phật, học Phật, sẽ được trăm ngàn quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ. Cũng có thể nói đổi lại thế này: nếu không phải thiện nam, thiện nữ mà lễ Phật, khuyên người tu học Phật, thì chỉ là người kết Phật duyên, trồng hạt giống thiện mà thôi, không thể lập tức chiêu cảm thiên địa quỷ thần đến hộ vệ. Bởi vì họ chỉ mới tin Phật, chưa chân chính học Phật, tu trì, không trọng thiện nhân, sao có thiện quả. Vì vậy mà chưa thực sự được hưởng lợi ích. Thế thì tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân ra sao? Phật gọi nam nữ tại gia xuất gia là thiện nam thiện nữ. Thiện là ưa nghe pháp, tin Phật. Tuy người tại gia có vợ chồng, nhưng tất cả ngôn hạnh họ giữ gìn giống như người xuất gia. Còn những kẻ ăn nhậu, bài bạc, hút chích, gây chửi ầm náo, ngoại tình lăng nhăng, cướp trộm, vọng ngữ, hành thập ác, đều không được gọi là thiện nam thiện nữ. Những người này do trồng ác nhân, tất phải chịu ác quả, sao có thể mong được thiên địa quý thần làm hộ pháp cho? Lâm nữ sĩ nhân dịp sang Trung Quốc công tác, đến thư hỏi Hòa Thượng Diệu Pháp thế này: có một cư sĩ nọ ở Canada làm ăn rất phát. Ông cúng dường chùa, in kinh và sách Thiện Ấn Tống không dưới mười mấy vạn đô la. Nhưng mới đây bị tai nạn xe, thọ thương nặng. Ông một bề niệm Phật, cho đến lúc tắt hơi vẫn niệm Phật không ngừng. Ông qua đời khi chưa đến 50 tuổi.
Vì vậy có người đối với Phật Pháp sinh tâm nghi ngờ. Xin Ngài giải thích giùm. Hòa Thượng hỏi, cô biết đời sống riêng của cư sĩ này ư? Con không rành lắm. Hòa Thượng đang giải thích, ông này trước khi quy y Tam Bảo từng làm nhiễm ô nhiều cô gái trẻ. Sau khi quy y rồi, dù có thu thúc nhưng vẫn chưa thanh tịnh. Hơn nữa, đối với hành vi tà dâm ngày trước chưa thực sự sám hối. Nhờ lúc lâm chung ông không ngừng niệm Phật nên cũng diệt vô lượng tội, lại được các chùa làm lễ siêu độ cho. Cộng thêm công đức khi sống từng cúng dường chùa, in kinh sách, nên hiện tại đã sinh lên cõi Đao Lợi Thiên rồi. Nếu không có công đức cúng dường Tam Bảo và niệm Phật lúc tâm chung, thì ông sẽ bị tính quá linh tạc. Nghĩa là phạm lỗi ngoại tình hay tà hạnh nhiều chừng nào, thì tính linh bị tàn quá nhiều chừng ấy, phải xuống địa ngục thọ tội. Sau đó, nếu được sinh làm người, thì sẽ bị làm hàng lưỡng tính, bán nam bán nữ, trí tuệ thấp, không những bản thân thống khổ mà còn bị người kỳ thị xem thường. Vì vậy, nếu đã là đệ tử quy y Phật môn, nhất định phải đoạn ác tu thiện. Không nên ý rằng mình có cúng dường Phật Pháp Tăng, in nhiều kinh sách vân vân thì chắc chắn sẽ giảng sinh cực lạc. Nên cứ yên lòng mà gối cao đầu ngủ. Phải biết thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đây là quy luật bất biến dành cho tất cả. Phật đối với các đệ tử không giữ giới luật bị đọa, Ngài thương xót nhưng không thể giúp. Thế thì làm sao có thể kỳ vọng vào mấy cây nhang hoặc tụng mấy bộ kinh mà mong tất cả sẽ được như ý mình hết? Phải hiểu rõ giới luật Phật chế ra, không phải dùng để quản thúc đệ tử, mà là để cảnh báo đệ tử rằng nếu không nghiêm giữ giới luật sẽ bị đọa, sẽ bị trừng trị theo luật nhân quả. Vì vậy, nếu không muốn chết rồi bị đọa địa ngục, và khi sống hay gặp quả ưng, thì mỗi người phải tự giác tuân giữ giới luật, bằng không có hối cũng muộn. Lâm nữ sĩ nói, ông ta chết đến nay mới được 30 ngày, các chùa ở Canada đã làm lễ siêu độ cho, vậy có giúp gì được cho ông chăng? Ông có thể đến cực lạc hay không? Hòa Thượng đáp, dù hiện tại ta đang giảng cho cô, nhưng ông ấy cũng nghe được và đã minh bạch phải quấy, nên phát tâm đại sám hối. Nhờ vậy mà từ cõi Quan Âm Thiên thăng lên Phước Ái Thiên, có vẻ như còn thăng lên Quảng Quả Thiên nữa. Vì ta nhìn thấy cõi Quảng Quả Thiên đang nhấp nháy. Thưa, vì sao còn nhấp nháy? Thì giống như thang máy vậy, đến tầng nào thì tầng đó nhấp nháy. Lâm nữ sĩ hỏi, vậy ông ta có thể đến cực lạc được chăng? Sư đáp, không chắc lắm. Cần phải có người đức hạnh thanh tịnh tụng 49 biến kinh Địa Tạng và ba bộ diệu pháp liên quan cho ông ta. Lâm hỏi, người thanh tịnh là sao ạ? Là người tu hành giữ giới nghiêm minh, không sát đạo dâm vọng. Bất luận tại gia hay xuất gia đều có thể làm được. Vậy con mời các sư ở chùa Canada siêu độ cho ông, có được không? Đáp, không rõ được. Lâm nữ sĩ hỏi, vậy con thỉnh Ngài siêu độ cho ông, có được không? Khí lực ta không đủ để tụng những bộ kinh này. Ngài chỉ mới giảng mấy câu thì ông ấy đã thăng lên cõi trời cao rồi. Vậy Ngài có thể thuyết nhiều hơn, kêu ông đi thế giới cực lạc thì sẽ có hiệu quả mà. Nếu chỉ nói mấy câu mà được vậy thì Phật A-di-đà đã làm cho chúng sinh sang cực lạc hết rồi. Phải hiểu quy lực của lễ siêu độ là như thế này. Khi tứ chúng, những vị đệ tử Phật có đức hạnh thanh tịnh mà tụng kinh niệm Phật thì sẽ chiêu dời những chúng sinh từ hư không tới nghe Pháp, được thọ ích lợi theo. Chính công đức này sẽ làm tăng thêm niềm tin và hạnh nguyện cho người đã mất, giúp họ có thể đến cực lạc. Nhưng chỉ là ở trong hoa sen ngủ một thời gian dài, chưa thể lập tức qua khai kiến Phật. Trong số các đồng tu của người mất ở tại Canada, cũng có vị đức hạnh thanh tịnh, cô có thể đến đó mời thỉnh. Vậy để con gọi điện hẹn mọi người thử xem. Con đang lo vì phải tụng nhiều quá, mà hạn 49 ngày sắp hết rồi, e không kịp thì biết làm sao đây. Y hiện tại đã thăng lên cõi Quảng Quả Thiên,
không còn mang thân trung ấm nữa, nên đâu có lệ thuộc 49 ngày, hôm nào tụng xong cũng được mà. Vậy thì hay quá, để con mời người tụng, xong rồi con sẽ gọi điện thưa thỉnh hòa thượng, có được không? Được. Hỏi: vì sao chư đại đức cao tăng cũng bị bệnh nặng tử vong? Đáp: Phật và lịch đại cao tăng đều là thị hiện tướng phàm phu sinh ra nơi đời, xác thân các ngài cũng là đất nước gió lửa hợp thành, sinh lão bệnh tử là quy luật chung, mà người tu hành lại càng có liên quan mật thiết với chúng sinh. Khi sứ mệnh cho vị ấy hoàn tất tại thế gian rồi, thì đa số đều thị hiện tướng bệnh để ly trần. Một số tuy có tướng bệnh mà không thống khổ, chẳng hạn như dù bị ương bướu, gan, phổi, bao tử vân vân, nhưng không cảm giác đau nên chẳng cần dùng thuốc chặn đau. Chỉ là hướng mọi người thị hiện các công phu tu như tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh, trì chú vân vân, phát sinh kỳ tích Phật lực gia trì, nhằm khuyến khích các đệ tử hoặc chư vị đồng tu cần nên tinh tấn hành trì cho tốt để đón vô thường tới. Đương nhiên cũng có người thị hiện tướng ngồi, nằm hoặc không bệnh mà mất. Đây gọi là thị hiện tướng đẹp, lành, nhằm giáo dục người tinh tấn tu hành. Trong tạng truyện Phật giáo có ghi rất nhiều. Hòa thượng Diệu Pháp kể, khi sư Tuyên Hóa bị bệnh, có lúc trước mặt đệ tử ngài cũng thị hiện tướng đau, nhưng vừa nghe đệ tử buồn khóc, sư lập tức đổi thành tướng an lành, vui vẻ bảo: các ngươi làm to chuyện lên rồi đã. Rồi ngài nói từ bình thường, sau này đệ tử mới biết là sư phụ đang khảo nghiệm thử thách mọi người. Bồ Tát mật hành. Hòa thượng Diệu Pháp kể, thời gian sư đi vạn Phật thành bái kiến ngài Tuyên Hóa, tình cờ gặp một vị cư sĩ hộ pháp ở vạn Phật thành bị tai nạn xe tử vong. Vị cư sĩ này mấy năm nay chưa từng gặp vợ con, đến giờ mới hội ngộ. Khi đó ông lái xe đón vợ con từ phi trường về, lúc sắp đến vạn Phật thành thì xảy ra tai nạn, vợ con bị thương nhẹ, chỉ mình ông tử vong. Có người hỏi hòa thượng Diệu Pháp: vị cư sĩ này bỏ gia quyến ở Đài Loan, một mình đến vạn Phật thành làm công tác hộ pháp kiêm giáo sư cho học sinh ở vạn Phật thành. Tâm địa ông rất tốt, nhưng vì sao gặp nạn chết dữ như vậy? Hòa thượng Diệu Pháp đáp: người này là đẳng giác Bồ Tát tái lai, đến đây giúp sư Tuyên Hóa hộ trì Phật pháp, vốn là bản nguyện của ông. Ông bị hoành tử là do phải trả nợ quan kiên tiền kiếp, đồng thời cũng dân đây cảnh tỉnh thế gian, mạng sống vô thường, phải tu hành tinh tấn. Bởi do đời quá khứ ông từng làm hại một đôi chim lớn, nên khi ông từ phi trường về thì đến thời điểm phải trả báo, nên bị thần thức hai con chim quan gia này dương cánh ra trước kính xe, che khuất tầm nhìn, khiến ông không thấy đường lái, tông vào cột bị tử nạn. Hòa thượng hỏi vợ con ông: có phải chồng bà đã thúc hai người mau mau qua Mỹ? Vợ ông thưa: dạ phải, mấy ngày trước ông cứ dặn mãi ở trong điện thoại, nói rằng cho dù ông không còn hiện hữu ở bên cạnh thì chúng con cũng phải ráng mà tu hành cho tốt. Khi đó con còn phiền bực lắm vì thấy ông nói hoài. Bây giờ ngẫm lại mới hiểu là ông đã có chuẩn bị trước. Hòa thượng giải thích: đây là do ông muốn hai người qua Mỹ gặp mình lần cuối để tiễn ông ra đi. Lời hòa thượng làm cho vợ con ông cảm thấy rất an ủi, còn khích lệ họ tăng thêm tín tâm tu tập. Họ bèn đảnh lễ ngài. Những người tại hiện trường tin hòa thượng nói cũng thành kính đảnh lễ. Nhưng cũng có nhiều người hoài nghi, buông lời phản đối, dàn tới tai hòa thượng: cư sĩ đó mà hay ho gì? Thì đó, ổng có gì hay đâu. Ổng cũng đâu có cống hiến to tát kia cho vạn Phật thành. Sao có thể nói là đẳng giác Bồ Tát tái lai được chứ? Đúng rồi. Nếu ổng mà là Bồ Tát đẳng giác á, thì tôi đây cũng là Phật tái lai. Trong Tứ Trọng Thanh Tịnh Minh Hối, nơi kinh Lăng Nghiêm, Phật giảng rất rõ. Ngay cả dâm nữ quả phụ, kẻ gian tặc, đồ tể cũng có thể là Bồ Tát, La Hán tái lai thị hiện, huống nữa là cư sĩ và sa môn. Những vị tái lai này, ngay lúc khai ngộ rồi, họ cũng không hề vỗ ngực tự xưng hay khoe khoang: ta đây chính thực là Bồ Tát, La Hán. Ngoài trừ lúc mệnh chung,
họ ngầm lưu Di Ngôn lại. Hoặc sau khi họ mệnh chung rồi thì sẽ có bậc trí tuệ nói ra thân phận họ, còn riêng họ thì im lặng mà đến, im lặng mà đi. Đây đều vì cần giáo hóa người mà thể hiện lý sinh mệnh vô thường. Tất cả đều làm theo như Phật đã an bài. Chuyện này đến lúc quý vị khai ngộ thì tự nhiên sẽ minh bạch. Phàm phu chúng ta trong lúc còn mê mờ chưa minh bạch thì chẳng nên buông lời phê phán hồ đồ, để tránh tạo nghiệp khẩu xấu, phạm lỗi vô biên. Đại sư Tịnh An lúc 49 tuổi viên tịch, chúng ta không nên dùng nhãn quan phàm phu của mình mà bình phẩm. Ông ta tu không tốt nên bị đoán mệnh. Bởi tất cả cảnh giới trước mắt đều là thử thách khảo nghiệm đối với người tu. Nếu thật là người chân tu thì chẳng thấy lỗi thế gian. Chẳng thấy lỗi thế gian không có nghĩa là thấy người làm việc xấu ác gì cũng không phê bình, khuyên ngăn, chế chỉ, mà chính là phải dùng quan điểm của Phật giáo để ứng phó. Cẩn thận khi phát ngôn. Một sáng mùa thu năm 2000, Hòa Thượng Diệu Pháp đang giảng pháp cho đám đông mấy mươi người tại một nhà cư sĩ nọ, thì bỗng ngoài cổng có một người đàn ông trung niên bước vào, quỳ trước Hòa Thượng Diệu Pháp, cuống quýt khẩn cầu sư phụ đến nhà cứu vợ ông giùm. Sư phụ bảo ông đừng sốt ruột, hãy từ từ kể ra mọi chuyện. Nguyên là tháng trước, vợ ông bắt đầu đại tiện khó khăn, đau đớn vô cùng. Không bao lâu tiểu tiện cũng gây go, ngót nửa tiếng mà tiểu chẳng xong. Sau đó suốt hai tiếng vẫn đi vệ sinh chưa được. Do vậy mới đi bệnh viện khám. Té ra bà bị trĩ nội, đã bọc lớn như cái bánh bao, không nói khoa trương chút nào. Hiện giờ đi đứng khó khăn, tâm tư thập phần thống khổ. Bác sĩ trách bà vì sao để đến giờ này mới đi bệnh viện khám. Bà nói do không đau, không ngứa nên chẳng biết là mình bị bệnh nghiêm trọng dữ vậy. Ông thở dài trình báo. Bác sĩ nói là cần phải lập tức phẫu thuật ngay, nhưng mà khẳng định là rất nguy hiểm, vì trước đây ổng từng mổ trĩ nội nhiều lần. Trong số này có người từng bị đại xuất huyết vong mạng, nhưng mà mục trĩ của họ không có lớn như bà. Chúng còn đang bối rối không biết tính sao. Nghe nói có sư phụ đang ghé qua vùng này, bèn mạo muội đến cầu ngài từ bi cứu mạng vợ của con giùm. Sư phụ định thần một hồi rồi bảo, vợ ông tu hành rất tốt, tinh tấn lắm, chẳng phải hai vợ chồng đã phân phòng ngủ riêng rồi ư? Dạ phải, thưa sư phụ, vùng này có mấy cặp vợ chồng tu hành theo tứ trọng thanh tịnh minh hối trong kinh Lăng Nghiêm. Do vợ con kiên trì muốn như vậy, con cũng tùy thuận theo. Tuy con không vào đạo tâm như bà, dù không tình nguyện, nhưng cũng biết bà làm vậy là đúng, nên đành chịu theo. Vì thành tựu cho bà cũng là thành tựu cho con. Không hiểu sao bà tu tinh tấn như vậy mà lại chiêu dời kết quả thế này. Hòa Thượng cười cười nói, kết quả như vậy là không tốt sao? Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Người như pháp tu hành nhất định cũng gặp báo chinh, cũng có thể nói là nghiệp lực hiện tiền. Đây chính là nhờ bà tinh tấn tu mà được trả nghiệp sớm, hoàn toàn không phải là việc xấu. Nếu không cái bục trĩ lớn như thế, tại sao lại không đau đớn chứ? Nhưng hiện thời bà đang rất bất ổn, hãy dẫn ta tới nhà ông ngay đi nào. Nhà ông ta cách đấy không xa, người tại hiện trường cũng rùng rùng đi theo. Bệnh nhân là bà họ Trần, quá khứ từng tu theo ngoại đạo nhiều năm. Sau khi biết Phật pháp rồi thì hướng dẫn cả dòng tộc họ Trần, gồm huynh đệ tỷ muội cho đến con cháu, toàn bộ mấy mươi người đều quy y Phật môn cả. Từ người già hơn 60 xuống đến trẻ nhỏ 10 tuổi, thấy đều tự nguyện bỏ màn ăn chay, nói theo lời thường là một đao cắt đứt hết ráo. Hơn nữa, hầu hết đều thuộc chú Lăng Nghiêm, ngay cả chị hai, chị ba của Trần cư sĩ, tuy không biết chữ nhưng cũng chịu khó học từng chữ một, vậy mà cuối cùng họ cũng thuộc hết chú Lăng Nghiêm. Hơn nữa, còn siêng năng đến chùa tụng kinh, công phu sớm tối. Khi tôi chứng kiến cảnh này, thật là vô cùng cảm phục. Những thời khóa sớm tối khác như chú Đại Bi, Thập Chú, con cháu bà đa số thuộc lào lạc. Trần cư sĩ được đại gia đình coi như đầu não bộ chỉ huy. Ngay cả anh trai bà là giám đốc hãng xưởng cũng nghe theo bà tu hành. Hiện giờ bà đang nằm bình thản trên giường
dáng vẻ như đang chờ cái chết đến. Nhắc thấy hòa thượng Diệu Pháp tiến vào, bà có vẻ rất xúc động, cảm kích nói: "Ôi chao, sư phụ tới cứu con." Vừa nói, bà vừa chắp tay định ngồi dậy thì hòa thượng ngăn lại. Sư phụ ngồi xuống cái ghế cạnh giường, dịu dàng hỏi: "Con hồi xưa có mở tiệm bán vải phải không?" Bà Trần đáp: "Dạ có, nhưng bây giờ đã nghỉ rồi." Hòa thượng lại hỏi: "Lúc xưa khi gây cãi với khách, con có chửi họ không?" "Dạ, làm ăn buôn bán hay xảy ra chuyện này lắm. Nhất á, là gặp mấy cái người khách hàng kỳ khôi. Nhưng mà con chưa từng chửi người ta mà." Sư phụ hỏi tiếp: "Giống như chuyện có một phụ nữ tuổi hơn 30 cứ nặng nặc đòi trả con một cúc vải. Hai bên bắt đầu gây cãi. Con đã từng thốt lời làm tổn thương họ. Hãy suy nghĩ thật kỹ và kiểm lại xem có điều này hay không." Lời sư phụ nói như ngầm nhắc nhở, Trần cư sĩ lộ vẻ xúc động thưa: "Ôi chao, con nhớ ra rồi, quả là có việc này. Mấy năm trước á, thường ngày con luôn kiểm điểm, phải nhớ lại cái lỗi nào con sám hối liền, sao lại quên bén cái chuyện này chứ?" Rồi bà kể: "Đại khái á, là khoảng 6 năm trước, có một chị tới chỉ vô cái sách vải trong số hàng con đang chưng ở ngoài cửa tiệm á, rồi đòi mua. Vậy là con lấy đúng cái loại vải đó trong tiệm, cắt bán cho chị ấy mấy mét. Nhưng mà hôm sau á, chị lại lò dò tìm tới đòi trả hàng. Lúc đó làm sao con chấp nhận cho được, con mới nói: chị lựa chọn cho kỹ nha, tôi mới cắt bán á, giờ chị mà đòi trả thì tôi bán cho ai đây? Nhưng mà chị lại ngang bướng nói: cái loại vải hoa mà bà cắt ở trong tiệm á, không giống như vải đang chưng ngoài cửa. Rồi cái chị cầm sắp vải mình mua đem ra so sánh với vải chưng ở bên ngoài. Do hàng bên ngoài là hàng chưng đã nhiều ngày bị phơi nắng phơi sương, tất nhiên là màu sắc phải bạc đi và nhạt hơn chút rồi. Còn khúc vải mà con bán cho chị á, đúng là màu gốc, màu chính thống, chưa có kinh qua gió sương nào hết á. Nhưng mà chị ta cứ một mực nói là không có giống à, còn hét là ầm ĩ đòi trả hàng nữa. Lúc đó quả thực con nổi tức lên, liền phản bác lại: vải trong nhà và ngoài trời làm sao giống nhau được, cũng giống như cái mặt của chị á, với cái bông của chị vậy á. Lúc đó thật tình á, là con ví dụ để mà so sánh giải thích cho chị ta hiểu rõ, vậy mà cũng tính là chửi sao? Sư phụ thấy bà Trần rất kích động, cười cười nói: khi đó phải chăng có rất đông người vây quanh? Bà Trần thưa: dạ phải, vì là khu chợ sầm uất cho nên có nhiều người lắm, mà chị ta la hét ôm sùm à, nói ngang cãi bướng vậy đương nhiên là phải thu hút nhiều người bu quanh rồi. Hơn nữa không có ai ủng hộ chị ta trả lại giải, đều cho là chị này quá vô lý. Sư phụ lại nói: khi con nêu ví dụ như thế rồi, đám đông vây quanh đã cười ồ lên, còn xúm nhau bỡn cợt bảo chị ta cởi quần ra để so sánh mặt và mong cho dễ. Dạ, hình như là có. Vậy con nghĩ kỹ xem, ví dụ của con xét về lý thì có thể đúng. Nếu đối với nam nhân thì vấn đề này cũng không có lỗi gì to tát, nhưng đối với phái nữ thì không thể không xếp loại đây là một kiểu sỉ nhục. Hiện tại con đã thọ qua với Bồ Tát cư sĩ, kiểu tạo khẩu nghiệp như thế này sao có thể không sám hối chứ? Hình như cuối cùng con cũng cho phép chị ta trả hàng. Dạ phải, lúc đó có người cũng khuyên con, để vậy sẽ ảnh hưởng tới chuyện buôn bán, chi bằng rộng lượng chút đi, cứ chịu thiệt để chị ta trả hàng lại. Giờ có nhiều người bu quanh vậy, cũng có thể tuyên truyền cho mình mà. Cái con nghe cũng có lý, cho nên làm theo. Còn chị ta lúc đó không còn lời gì để mà cãi nữa hết á. Rồi con cũng đồng ý cho chị trả hàng. Nhưng mà do sư phụ nói, ví dụ của con có hàm ý sỉ nhục chị ấy, tại hồi đó con chưa có từng nghĩ tới. Bây giờ được ngài nhắc thì lời nói ngày xưa thật sự là có khơi lên tác dụng sỉ nhục chị ta. Sao hồi đó con không nghĩ ra được chứ? Hòa thượng Diệu Pháp nói: một người phát tâm đại tu hành không chỉ đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, mà những nghiệp đã tạo đời nay
nhất định phải nhớ tới để sám hối. Như vậy mới có thể giải nghiệp. Chính nhờ con tinh tấn tu hành, nhưng lại quên bén khẩu nghiệp đã tạo hồi đó, nên mới kết thành cái quả ác này. Khi ác quả chín mùi thì phải đọa lạc. Bây giờ hãy bế quan tự kiểm điểm, rồi ngày mai gặp ta. Sáng hôm sau, bà Trần cưỡi xe đạp đến bái kiến hòa thượng. Bà nói: Thưa sư phụ, thiệt là kỳ diệu tới không ngờ luôn. Một trĩ như cái bánh bao á, đã không cánh mà bay. Việc này giáo dục người học Phật quanh đấy rất nhiều, nhất là em gái bà Trần. Ngày xưa cô mở tiệm bán giày ngót mấy năm, lúc ấy nổi tiếng là mồm năm miệng mười, không chịu thua ai. Kẻ nào mà lỡ chọc đến cô thì cô bắn ra rã ngót hai tiếng. Sau khi học Phật, dù cô đã biết sám hối lỗi, nhưng chính câu chuyện của bà Trần lần này đã khiến cô hồi tâm sửa đổi cực mạnh, chịu khó bỏ công tự kiểm điểm, rà soát lại hết mọi lỗi lầm của mình. Thú thực là tâm tư tôi cũng chẳng hơn gì, cũng giật mình lo kiểm kỹ tất cả lỗi của bản thân. Nguyên nhân do đâu? Trước đây không lâu, gia đình bạn tôi di cư sang nước Mỹ. Sau đó vợ chồng Điền nữ sĩ về nước thăm thân nhân. Bà rầu rĩ kể cho tôi nghe bệnh tình em trai Điền Kiệt của bà tại Mỹ. Hy vọng lần về nước này, tôi có thể dẫn bà đến bái kiến hòa thượng Diệu Pháp, thỉnh giáo nguyên nhân bệnh. Cả nhà Điền nữ sĩ đã quy y Phật từ năm 1993, một bề duy trì sự nghiệp hoằng pháp. Gặp sư phụ rồi, bà kể rõ về bệnh tình em trai mình. Điền Kiệt sang Mỹ làm được thẻ xanh rồi thì kết hôn cùng một cô gái Trung Hoa ở đấy. Mới đầu họ sống rất hạnh phúc, sau đó chẳng biết cớ nào mà Điền Kiệt khởi tâm nghi ngờ một đồng nghiệp rất tốt của anh, cho rằng người bạn X này đã dùng thiết bị điện tử điều khiển từ xa ngầm ám hại Kiệt, khiến anh đau đầu, toàn thân khó chịu. Do vậy Kiệt không dám đi làm, phải ở nhà. Nhưng anh luôn cảm giác bạn X đang dùng thiết bị điện tử ngầm tấn công anh. Kiệt nói, nếu như không nhờ ngày trước mình có luyện khí công được chút công phu thì đã bị hại chết từ lâu rồi. Khi người khác hỏi vì sao bạn X muốn hại anh, thì Kiệt nói là do ganh ghét tài năng với anh, vì trình độ di tính của anh giỏi hơn. Bởi vậy mà Kiệt luôn lo lắng, ăn ngủ bất an, anh dán giấy bạc đầy tường quanh nhà, nói phải làm vậy để ngăn thiết bị điện tử quấy nhiễu, còn chế tạo một hòm sắt to rộng có khí thông hơi, để khi ngủ thì giờ đó nằm, lại còn che lót trên dưới. Nhưng nằm được mấy ngày, anh vẫn có cảm giác chống không lại thiết bị điện xâm hại. Thế là Kiệt bèn lấy một cái chậu bằng kim loại úp lên đầu mình, rồi trốn dưới gầm giường hoặc nơi xó góc, tùy thời tùy chỗ, tùy theo lúc khủng hoảng cực độ. Tinh thần anh hầu như suy sụp. Bác sĩ nói Kiệt bị bệnh thần kinh quan tưởng và kê thuốc cho anh, nhưng Kiệt nhất quyết không uống, khăng khăng bảo là mình không có bệnh. Điền nữ sĩ vô cùng lo lắng, sợ bệnh em trai sẽ phát nặng hơn, hậu quả khó mà nghĩ tưởng. Vì trong thân tộc bà đã có hai người là chú họ và con trai của chú ba, mấy năm trước đã bị bệnh thần kinh quan tưởng giống hệt như vậy. Kết quả người chú họ đã tự sát, riêng con trai chú ba tuy còn sống nhưng lại trường kỳ nằm viện, tuy sống mà giống như đã chết. Giờ đây chiếc bệnh đó lại dán lên đầu em trai bà, chắc chắn không thể nào dùng thuốc mà chữa khỏi được. Bà muốn thỉnh giáo hòa thượng, đây rốt cuộc là lỗi do đâu? Vì sao hai đời của huynh, cả ba người đều mắc phải quái bệnh giống y nhau? Vậy tương lai bệnh này có di truyền cho đời con cháu hay không? Hòa thượng bảo Điền nữ sĩ, trong số tổ phụ con, có một vị là nhà văn, ưa viết tiểu thuyết kinh dị quỷ quái để tiêu khiển, di hại trầm trọng cho biết bao độc giả. Những tác phẩm này đã khiến người xem sợ đến tim kinh thịt rung, còn sinh tật nghi thần, nghi quỷ, đêm hoảng loạn ngủ không an. Còn có nhiều thanh thiếu niên sau khi xem xong tiểu thuyết này rồi thì tâm bị khủng bố, lưu ảnh hưởng rất sâu. Có người tâm sợ bóng tối, đêm không dám ra đường. Thậm chí có người gặp hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như bị hiện tượng âm thanh nào đó làm kinh sợ, hoảng loạn đến phát bệnh và chết đi. Nhân như vậy thì quả như vậy. Bởi vì tiểu thuyết kinh dị này lưu truyền trong nhân gian, gieo hại nhiều đời độc giả, và cuối cùng quả báo đó quay lại,
hãy đến con cháu của chính người viết sách nhãn. Sách nào được người xem ưa thì mức độ lưu truyền càng lâu. Song những loại sách thiện lành đem lại cho người tri thức an vui, giúp người tiến lên, hướng dẫn người sống hiếu thuận nhân nghĩa, quý trên nhường dưới, công chính liên minh, tuân trong giữ pháp, thì sẽ chiêu phúc báo lớn vì giúp cho phong khí xã hội thêm tốt lành. Ngược lại, nếu viết những điều tệ như các tiểu thuyết, tuồng kịch, truyền hình, phim ảnh, chuyên tuyên truyền những nội dung khủng bố, sát dục, trộm cướp, dân quế dân dân, thì chẳng những làm hại xã hội đương thời mà còn di họa đến nhiều đời sau. Vì vậy, người cầm bút nhất định phải hiểu rõ nhân quả, không nên vì tham vui ham lợi nhất thời mà sáng tác nhãn, lưu lại độc phẩm cho người, di họa vô tận cho các đời con cháu. Phải biết, dù hiện thời họ có nổi danh, hưởng cảm giác khoái vui ngàn vàng, nhưng vô thường rồi cũng đến, phút nhắm mắt, tất cả không đem theo được gì, chỉ mang theo nghiệp xấu và để lại tai họa nạn khổ cho đời sau lẫn con cháu. Hại người cũng như hại mình mà. Xin hỏi đệ nữ sĩ, tổ bối của bà có ai từng viết tiểu thuyết kinh dị khủng bố chăng? Dạ thưa, hoàn cảnh nhà con tương đối phức tạp. Hồi bé con biết rất ít, vì nguyên nhân chính trị nên gia đình bị ly tán mỗi người một phương. Do vậy mà chuyện về các bậc cố tổ con lại càng biết ít hơn. Lớn lên, có lần con được nghe mẹ kể sơ qua một chút, nhờ vậy mà biết phụ thân mình xuất thân trong hàng danh gia vọng tộc, thuộc dòng dõi Thư Hương. Ông nội và ông cố của con đều là học sĩ của Thanh Triều. Con nghe nói bà cô chúng con từng dịch tiểu thuyết kinh dị của một đại tác gia nào đó sang Trung văn. Còn như ai đó viết tiểu thuyết khủng bố thì con không có rành. Nhưng trong một gia đình mà đa số theo nghề viết văn, rất thích sáng tác tạo cảm giác mạnh, thì chuyện này chắc chắn là có. Con rất tin vào thuyết hòa thượng giảng lúc nãy. Nếu không thì gia tộc con làm sao mà liên tục phát sinh các quái bệnh giống nhau như thế? Đã có 3 người mắc phải rồi. Hiện tại lòng con rất lo, vì không biết bao giờ những tiểu thuyết khủng bố quỷ quái đó mới tiêu hết trên thế gian. Vậy thì chứng bệnh đáng sợ này ha, chẳng phải sẽ đời đời di truyền thành con cháu hay sao? Dạ kính hỏi sư phụ, có cách gì cứu em con không? Có cách gì cấm chỉ chứng di truyền này hay không? Sư phụ mỉm cười đáp: con đừng quá lo, tất nhiên là phải phá việc này. Nếu như không có biện pháp giải quyết thì chẳng phải khiến các con tăng thêm tâm bệnh ư? Lúc nãy ta nói là liên quan đến nhân quả, vì thực tế đã có người bị loại bệnh này. Kiếp trước của người bệnh nhất định cũng đã gieo ác nhân tương đồng như thế. Thí như họ đã từng dọa nạt, làm người kinh sợ đến chết, cho nên đời nay mới đầu thai vào gia đình tương tự, cùng dung nhập vào một gia tộc để gánh chịu báo ứng nhân quả ập đến. Bởi vì con đã biết và tin Phật Pháp, hơn nữa còn dốc sức hộ trì Phật giáo, cho nên đã tích phúc và kết Phật duyên được cho người nhà. Nhờ vậy mà em trai con có hy vọng hồi phục. Nhưng ắt là con chưa hoàn toàn ăn chay phải không? Dạ, đúng vậy thưa sư phụ. Thế sau khi về, con có thể ăn trường chay không? Dạ, không vấn đề chi thưa sư phụ. Tốt. Vậy con hãy tổ chức một pháp hội lễ sám tại chùa, nhằm siêu độ cho những người do đọc các tiểu thuyết khủng bố kia mà bị tổn hại. Con hãy sám hối thay cho tiện nhân, cho những tác giả trưởng bối đã sáng tác các loại tiểu thuyết độc hại này. Sau đó thì bản thân con có thể ở tại nhà tụng liên tục 10 bộ kinh Lăng Nghiêm để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, dùng công đức này tiêu trừ tội nghiệp cho tiện nhân. Được vậy thì từ nay trở đi trong gia tộc sẽ không còn ai mắc bệnh này nữa. Ngoài ra, hàng ngày nhớ uống một ly nước trước Phật, mỗi ngày con thành tâm tụng một biến kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm và tụng 3 biến chú Đại Bi, sau đó đem cho em trai con dùng thì tinh thần nó sẽ dần chuyển tốt. Điều nữ sĩ cung kính đi những điều hòa thượng diệu pháp chỉ bày. Hiện nay điều nữ sĩ đã quay về Mỹ,
Do câu chuyện này có cảnh báo hay về nhân quả nên tôi viết ra, chia sẻ cho quý vị tham khảo, và cũng hy vọng thông qua đoạn văn này nhắc nhở mọi người cảnh giác, cẩn thận lúc gieo nhân. Xin hồi hướng công đức này cho tiên sinh Điền Kiệt, cầu ông sớm lành mạnh. Quả khen. Phần 2: Kinh nghiệm cầu con. Mồng 1 tháng 10 năm 2006, sư phụ Diệu Chân đi Dương Châu mở thiền thất. Ngang qua chỗ tôi, ngài đã ghé vào ban pháp nhũ và giảng nhiều điều hay về việc tu học Phật cho các cư sĩ đến bái kiến. Sau đó, trước Phật đường, ngài tha thiết nhắc nhở tôi: cư sĩ học Phật đã chục năm rồi, còn phát tâm đi khắp nơi bố thí, nhưng về kinh văn chú ngữ lại không chịu tụng đọc cho lão thông. Hành thiện là điều quý khó làm, nhưng việc xem kinh tạng để thâm nhập, giúp tăng trưởng trí tuệ, phá vô minh, rất cần thiết và quan trọng hơn nhiều. Nghe sư phụ dạy, tôi cảm thấy hổ thẹn, thầm nghĩ sau này nhất định phải nỗ lực tinh tấn tu hành. Cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc, con gái tôi đã mười mấy tuổi, thông minh, lanh lợi. Nhưng tôi vẫn khao khát muốn sinh thêm một bé trai nữa, thầm muốn cho nó được tiếp thọ Phật Pháp từ ngài thai giáo, rồi cả đời phân hành theo lời dạy của Phật, chân chính tiếp nối huệ mệnh của ngài. Mong ước này luôn cháy bỏng trong tôi. Nhưng hiện giờ con gái tôi đã 12 tuổi, suốt thời gian dài trôi qua mà tôi vẫn chưa hoài thai, nên lòng rất tiếc nuối. Sau khi học Phật, tôi tinh tấn hành pháp, tụng kinh, thì kỳ tích xuất hiện. Ngày nọ, tôi đi chợ, vừa thấy quả táo tươi ngon, thì cứ đứng bất động, ngây người nhìn. Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác thèm ăn cực kỳ, giống như mấy bà bầu thèm ăn vậy. Sau đó, tôi tới bệnh viện chẩn khám, quả đúng là có thai. Tin vui này khiến hai vợ chồng tôi mừng rỡ, hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng sau cơn phấn chấn, tôi lại nghĩ: chồng tôi năm nay gần 50 tuổi rồi, tôi cũng sắp 40, lỡ như đứa bé sinh ra không phải là trai, thì làm sao đây? Động não một hồi, tôi sực tỉnh, nghĩ thầm: mình đã là người học Phật, thì tuyệt đối không nên phá thai, vì phá thai cũng là sát sinh, quả báo sẽ khổ vô cùng. Sau đó, được sư phụ Diệu Chân khai thị, tôi và chồng quyết định giữ đứa bé lại. Thời kỳ đầu mang thai, thân thể tôi rất không thoải mái, luôn thèm ngủ, người mỏi mệt, bãi hoải, khó chịu. Nghe các bạn đạo nói, trong thời kỳ hoài thai, nếu tụng kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn sẽ rất có lợi cho bé. Thế là tôi quyết định vì con thử tụng kinh Địa Tạng. Ôi quả là kỳ tích, hàng ngày tôi tụng một bộ, không còn triệu chứng muốn nôn ói nữa, tâm cũng chẳng còn phiền não loạn động. Trong lúc tụng kinh, tôi chí thành chăm chú, tụng khoảng gần 2 tiếng thì xong một bộ. Mỗi khi gặp ngày lễ, đản sinh hay vía chư Phật Bồ Tát, thì tôi cùng các bạn đạo đi phóng sinh. Tôi còn đến thông giáo tự, mời thỉnh mấy 10 vị tu sĩ và chúng cư sĩ cùng tổ chức tụng 1 tuần kinh Địa Tạng và 3 ngày kinh Phổ Môn để hồi hướng công đức cho thai nhi. Tôi hy vọng đứa bé khó khăn lắm tôi mới mang thai được này sẽ có phúc huệ thâm sâu, trở thành trụ cột mai sau cho đất nước. Mang thai khoảng 6 tháng, tôi hữu duyên được gặp cư sĩ Quả Khanh tại Bắc Kinh, là tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời. Nghe ông khẳng định đứa bé tôi đang mang trong bụng là nữ, tôi thất vọng và buồn rười rượi. Bởi vì trước đó có vị thầy đông y cũng chẩn đoán hài nhi trong bụng tôi là nữ. Ngay cả đám bạn giàu kinh nghiệm sinh dưỡng cũng đều nói bào thai trong bụng tôi là gái. Nhưng tôi đã có một gái rồi, bây giờ rất mong mình sẽ sinh trai. Nhưng vì sao lại không thể như nguyện chứ? Tôi lo lắng hỏi cư sĩ Quả Khanh: thế tôi phải làm sao đây? Ông đáp: mặc dù các vị tin Phật, biết bố thí, phóng sinh, in kinh sách thiện, tạo công đức rất lớn, nhưng do chồng bà vẫn chưa bỏ mạng ăn chay, mà bà giữ giới cũng không thanh tịnh. Nếu như bà thực lòng muốn sinh nam,
thì hai vợ chồng hãy phát nguyện trước Phật: kể từ nay trở đi, thệ từ bỏ hẳn tất cả thức mặn và ăn chay trường, nguyện nghiêm trì ngũ giới, cầu Phật ban cho một bé trai có thể hoằng pháp lợi sinh trong tương lai. Hằng ngày còn phải tụng một bộ kinh Địa Tạng, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm vạn lần. Làm được như vậy thì thai nữ sẽ chuyển thành nam. Tôi cuống quýt hỏi lại cho chắc: thưa ông, còn một tháng nữa là sinh rồi, nếu tôi làm thế quả thực là có hy vọng chăng? Quả Thành đáp: Phật thuyết tất cả duy tâm tạo, trong kinh Phật giảng toàn là lời chân thật không hư dối. Nếu như bà không tin thì xem như tôi không có nói gì đi. Ông thấy tôi tính tâm chưa đủ, bèn kể cho tôi nghe. Ở Hà Nam có một bà mang thai, siêu âm 3 lần đều thấy là nữ, còn 7 ngày nữa thì sinh. Nhờ hai vợ chồng đồng phát nguyện, nếu như sinh trai, họ thể từ bỏ tất cả đồ mặn, bước vào con đường học Phật. Kết quả được Phật lực gia trì, sau 1 tuần thì họ sinh trai. Câu chuyện này khiến tôi tăng thêm lòng tin. Tối đó tôi ở trước Phật phát nguyện: chỉ cần con sinh được bé trai khỏe mạnh thông minh, từ nay về sau con nguyện nghiêm trì ngũ giới, ăn chay trường, học Phật, niệm Phật và xin bỏ ra 10 vạn, tương đương 16.000 Mỹ Kim, để in kinh làm Phật sự. Hơn nữa sau này hễ có khả năng thì con nguyện trọng làm việc phúc thiện, hoằng pháp lợi sinh. Thai nhi mỗi ngày một lớn, nhưng tôi vẫn kiên trì tụng kinh, ăn chay, phóng sinh. Mỗi ngày tự mình lái xe đi khắp nơi, thân không chút khó chịu. Hôm đầu nhập viện, tôi còn tự lái xe đi phóng sinh. Dù kỳ sinh theo dự tính đã đến, nhưng tôi chẳng có dấu hiệu sắp sinh. Thế là tôi tự lái xe đến bệnh viện kiểm tra trước khi sinh. 13 năm trước, lúc sinh trưởng nữ, tôi đã bị băng huyết. Bây giờ lớn tuổi mới sinh lần thứ hai, nên thực sự lòng có lo âu. Khi kiểm tra, bác sĩ nói: nước ối ít, sợ thai nhi bị nguy hiểm, phải nhập viện ngay. Nằm viện rồi suốt 3 ngày, hôm nào bác sĩ cũng tiêm thuốc thúc sinh cho tôi, nhưng chẳng thấy có hiện tượng gì là sắp sinh. Tôi đi siêu âm kiểm tra tiếp, thì thấy nước ối đã nhiều hơn trước. Đến ngày thứ tư, bác sĩ không tiêm thuốc thúc sinh nữa. Ông để tôi nghỉ 1 ngày. Qua ngày thứ năm, tôi từ bệnh viện đi bộ đến ngôi chùa gần đó lễ Phật. Mỗi một điện, mỗi vị Phật, mỗi Bồ Tát, tôi đều khấu đầu 3 lần. Từ đầu đến cuối, ước chừng khoảng 10 lạy. Rồi tôi quay về bệnh viện, không cảm thấy có chút mệt mỏi, bất an chi. Sang ngày thứ sáu, tôi bắt đầu thấy hơi đau bụng, nhưng vẫn kiên trì tụng kinh Địa Tạng. Vừa tụng xong một bộ, thì nước ối vỡ ra, bụng đau kịch liệt, tôi vẫn kiên trì niệm Phật. Vào phòng sinh khoảng 15 phút, bác sĩ nói đã thấy đầu đứa bé. Tôi vẫn tiếp tục niệm Phật và sinh ra một bé trai bụ bẩm dễ dàng. Người bé nhìn thấy đầu tiên là ba nó, cả nhà hết sức vui, riêng tôi thì mừng hết biết. Bạn bè nghe tôi sinh trai, xúm nhau mang quà tới chúc mừng và biếu đủ thứ, nào là giò heo, cá chép, chim, gà, vân vân. Đợi bạn về rồi, tôi đưa mấy con vật còn sống cho người nhà đem phóng sinh hết. Tôi cho con bú nhưng sữa quá ít, người nhà ai cũng nói tại tôi không ăn thịt, không ăn canh giò heo nên mới không có sữa nhiều. Vì quá lo cho con trai, tôi không còn kiên trì giữ giới nữa, cứ nghĩ rằng thôi thì mình ăn tam tịnh nhục chắc sẽ không sao. Tôi ngã mặn rồi thì quả nhiên có nhiều sữa, nhưng con tôi vừa bú chút ít thì không chịu bú tiếp nữa, là còn phát bệnh. Bác sĩ nói nó bị chứng tăng hồng cầu, nếu như không thuyên giảm thì phải chuyển lên bệnh viện Bắc Kinh chữa trị. Nhưng bệnh thằng bé càng lúc càng tăng, sữa tôi có nhiều nhưng nó không chịu bú, tôi đành phải mớm thứ khác cho bé và nghĩ thầm. Vì sao lúc bé mới sinh ra, sữa tôi tuy ít nhưng nó vẫn bú chung chục, bây giờ sữa có nhiều nhưng duyên cớ nào nó lại khăng khăng không chịu bú? Tôi động não tìm hiểu nguyên nhân. Liệu có phải là tại tôi ăn canh giò heo không? Rõ ràng là tôi đã phát nguyện hứa ăn chay, cầu Phật Bồ Tát
ban cho mình một bé trai thông minh trí huệ. Nhưng tôi đã phản nguyện ăn mặn trở lại. Tôi đã dùng canh giò heo để thuốc sữa, do vậy sữa tôi cũng bị nhiễm tức mặn hôi tanh, bé bú vào không hợp nên mới phát bệnh. Chính vì vậy mà bé nhất định không chịu bú sữa. Nghĩ đến đây, tôi đang nằm trên giường, bỗng sợ đến phát run, lòng đầy ăn năn hối hận, lệ tuôn ràn rụa. Tôi ngồi dậy mặc áo tràng, bước xuống giường, quỳ trước Phật sám hối và phát nguyện lại, cương quyết, kể từ giờ, thề từ bỏ đồ mặn triệt để, cầu cho bé sớm qua cơn nguy hiểm. Sau khi sám hối và phát thệ xong, tôi thử cho con bú. Ôi chao, thật mừng là bé đã chịu bú lại. Khi bác sĩ trích máu kiểm tra, thấy chứng tăng hồng cầu đã ngưng, quả là kỳ diệu không thể nghĩ lường. Sau đó, tôi bỏ ra 30 vạn bố thí, cúng dường, làm việc thiện, hồi hướng phúc cho bé. Bây giờ bé đã 1 tuổi rưỡi, hàng ngày đều tự động tới quỳ trước Phật, khấu đầu lễ bái. Bé đặc biệt thông minh cực kỳ, mặt mày sáng rỡ, xinh như châu ngọc, ai nhìn cũng yêu. Từ đấy trở về sau, tôi càng tin, Phật Pháp là pháp bảo cho đời lẫn đạo. Chỉ cần chúng ta chịu y Pháp hành trì, nhất định sẽ thu được lợi ích khôn cùng. Ngay đây, tôi cũng xin cảm tạ đại ân đức của chư sư và chư vị cư sĩ đã hết lòng trợ giúp cho chúng tôi. Quả Anh. Quả Khanh giải thích thêm. Đây là câu chuyện có thật, chứng minh trí tuệ tuyệt vời của Phật, càng chứng minh Kinh Địa Tạng là một bộ kinh chuyển đổi mệnh vận, nghiệp quả rất kỳ diệu. Điều này là chân thật không dối. Hy vọng độc giả có thể phát nguyện tụng Kinh Địa Tạng mỗi ngày 1 bộ hoặc mỗi tuần 1 bộ, ắt sẽ đem lại cho quý vị và người nhà những điều hay bất khả tư nghị. Cần lưu ý là người tụng phải nghiêm trì giới luật, dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường thì mới có công đức vô lượng và có hy vọng xuất tam giới. Ngoài ra, câu chuyện này cũng cảnh tỉnh chúng ta đừng bao giờ phản bội, làm trái lời nguyện. Nghịch duyên giữa cha mẹ và con. Trong cuộc sống hiện nay, khi gặp phải nhiều điều bất như ý, do không rõ nguyên nhân và hiểu thấu những lỗi lầm mình từng tạo trong quá khứ, nên tâm tư càng thêm khổ não. Phật thường giảng về nhân quả trong nhiều bộ kinh. Điều này có thật không dối. Khi ta gieo một hạt giống là nhân, lúc duyên hội đủ chín mùi thì sẽ kết quả, bất kể là hạt giống thiện hay ác. Nếu như chúng ta nghe Phật giáo hóa, ai cũng chịu tin nhận, y Pháp hành trì, biết nhiếp tâm giữ giới, tịnh hóa thân khẩu ý, thận trọng từ lời nói đến việc làm, niệm niệm đều thuần thiện, thì chắc chắn là người trong thế gian ắt sẽ chẳng gặp nhiều khổ nạn. Câu chuyện nhân quả có thật dưới đây đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về quả báo thiện ác luôn hiện hữu, theo ta như bóng theo hình. Có một người phụ nữ trung niên, mặt mày sầu khổ, ủ ê, tia nhìn như không còn sức lực. Bà yếu ớt nói với tôi: Quả Hồng, tôi có một việc nan giải, mong cô chỉ bảo giúp cho. Xin hãy nói đi ạ. À. Bà chỉ vào một ông tuổi trung niên ngồi phía sau mình giới thiệu: Đây là chồng tôi. Chúng tôi kết hôn xong thì sinh được một trai. Do công tác bề bộn, không rảnh để chăm sóc bé, nên đành giao nó cho bà ngoại trông nom cháu giùm. Do thằng bé được một tay bà nuôi khôn lớn, nên tình cảm với hai bà cháu rất là nồng hậu. Cũng bởi vì bà quá yêu cháu, nên cái gì cũng dành làm thai hết, chẳng cho nó mó tay vào làm việc gì. Dù thằng bé nó đã 8-9 tuổi đầu rồi, mà bà vẫn rửa mặt, rồi chải tóc, tắm táp cho nó. Thậm chí khi bé được 10 tuổi, lúc ăn cơm bà vẫn còn đút cho, khiến cho nó quen tật, hễ không đút thì nó không chịu ăn. Tới khi thằng bé 13 tuổi, bà ngoại sức khỏe ngày càng suy yếu, do tuổi cao
có lòng mà không còn sức nữa, nên chẳng thể lo được cho cháu, đành phải giao thằng bé lại cho chúng tôi chăm sóc. Thằng bé suốt mười mấy năm nay đã quen cái kiểu sinh hoạt ý lại như vậy rồi, cho nên vợ chồng chúng tôi cũng sớm nhận ra sai lầm này nên rất lo. Cũng từng khuyên nhắc hai bà cháu, nhưng mà vô phương sửa đổi tệ trạng đó. Sẵn cơ hội nhận cháu về, hai chúng tôi cũng nhất quyết sửa đổi, uốn nắn thằng con lại để nó biết tự lập, sống tốt hơn. Ngờ đâu nỗi phiền muộn lại thi nhau mà ập tới, khi chúng tôi phát hiện là hầu như mình vô phương để sửa đổi được con. Sáng dậy nếu mà không thay y phục giùm cho nó thì nó chẳng thèm nhúc nhích. 13 tuổi rồi mà ngay cả chuyện đánh răng rửa mặt chúng tôi cũng phải phục vụ nó nữa. Còn lúc dùng bữa, nếu không dâng thức ăn tới tận miệng á, thì nó không thèm ăn, lẳng lặng ôm cặp đi thẳng tới trường luôn. Hiện giờ thì thằng bé 16 tuổi, nhưng mà chuyện rửa mặt tắm gội vân vân gì đó, thậm chí cho tới, xin lỗi nha, rửa đít cũng phải do cha mẹ nó hầu, phục vụ tuốt tuần tuột luôn. Kể cho cô nghe mà chúng tôi xấu hổ lắm, não lòng lắm. Vì bây giờ tất cả hầu như vô phương để sửa đổi rồi. Vậy khi mà theo dõi cháu nơi trường lớp, thấy cháu cư xử với đồng bạn mọi mặt đều tốt, không có gì bất thường hết. Vợ chồng chúng tôi rất buồn khi mà nghĩ tới những biểu hiện lạ lùng của con trai mình khi ở nhà. Cái mẫn mà chờ cha mẹ mang áo tới khoác vô rồi mới chịu đưa tay ra, cơm thì dâng tận môi mới há miệng mà cũng chẳng thiết cầm đũa, không chịu mó tay vào làm bất cứ chuyện gì. Cái sống kiểu đó như ông hoàng á, cứ ì người ra mà chờ hầu hạ như vậy thì tương lai làm sao nó có thể trụ vững trong xã hội, làm sao mà nó sinh tồn được đây. Tôi với bà nó ngày nào cũng rơi nước mắt, khổ tới nỗi không còn thiết sống nữa. Cô ơi, cô làm ơn cứu chúng tôi. Đối diện với người mẹ hình dáng tiều tụy, khổ đến không muốn sống, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Quan sát cảnh cha mẹ dốc hết tâm huyết dưỡng dục con, tôi hiểu ra vì sao họ phải trả báo nặng như thế này, và không ngăn được thở dài. Càng thấm thía luật nhân quả, đúng là không sai mảy may, câu chuyện của họ là bằng chứng sống thực, giống lên hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở tất cả mọi người. Vào thời xa xưa, có một tiểu thiếu gia con nhà đại phú quý. Mẹ chàng hết dạ cưng yêu, nâng niu như châu ngọc, bà chăm sóc con cực kỳ chu đáo. Bắt kẻ hầu người hạ lúc nào cũng phải túc trực chung quanh. Ngoài bảo mẫu chăm sóc tiểu thiếu gia ra, mẹ chàng còn cắt riêng một nữ tỳ và một gia đồng để cùng bầu bạn chơi đùa hầu hạ chàng. Tiểu thiếu gia được hai tớ trai tớ gái này lúc nào cũng kề cận ứng hầu, nên chàng có cảm tình nồng hậu và tin yêu họ như thân nhân mình. Thời gian êm trôi, tiểu thiếu gia dần trưởng thành, đối với hai người hầu này lòng thương mến càng tăng, cho nên chàng rất ưu ái dung túng họ. Do vậy mà đôi nam nữ giúp việc này đã lợi dụng lòng tín nhiệm của thiếu gia, tha hồ tác oai tác quái. Họ làm rất nhiều điều xảo quyệt, sai quấy, thường trộm tiền bạc vật dụng của chàng đem bán tiêu xài, ăn chơi cho thỏa thích. Số tài sản họ trộm của thiếu gia tính ra nhiều không kể xiết. Hai người hầu này chẳng có chút lòng hổ thẹn sám hối, ngược lại ngày càng bành trướng tính lương lẹo dối gian. Họ cùng lên kế hoạch sẽ quơ một mẻ to kết xù của thiếu gia rồi trốn đi. Nhưng mưu tính của họ chẳng được thành như ý nguyện. Thời gian trôi qua, bánh xe luân hồi phần xoay, nhân như thế thì quả phải như thế. Đời này, đôi người hầu gian tham trộm cắp đồ của tiểu thiếu gia kiếp xưa đã thành là vợ chồng, riêng tiểu thiếu gia thì đầu thai làm con họ. Sở dĩ họ phải nuôi con vất vả khác thường như thế
chính là để trả báo lỗi xưa, bởi họ thiếu nợ cậu quá nhiều, nhiều đến không thể nào tính xuể. Riêng người mẹ tiền kiếp của thiếu gia, đời này lại sinh làm bà ngoại, vẫn còn lưu giữ niềm thương yêu sủng ái chàng, hệt như kiếp trước. Phần đôi vợ chồng tôi tớ, đối với nữ chủ kiếp xưa, nay thành là mẹ, tất nhiên là họ luôn khép nép vâng lời, không bao giờ dám cãi bà. Hễ mẹ phán là chỉ biết có vâng dạ, sự kính nể trọng vọng dành cho bà luôn tiềm tàng nơi họ. Thế bà ngoại quá cưng cháu, họ nghĩ đây là điều tự nhiên, nhưng đến khi sau này muốn quản giáo con thì đã không còn kịp nữa. Do bởi nhân xấu ác đời trước họ đã gieo, sang đời này đã trổ quả, và đây chính là ác báo mà hai vợ chồng cùng phải gánh chịu. Nhìn người mẹ đang ngồi khóc nghẹn ngào, tôi dịu dàng khuyên: không nên oán hận con mình, càng không nên chán ghét cuộc sống, mà phải cam tâm tình nguyện đón nhận. Bây giờ đã hiểu rõ ngọn nguồn nhân quả rồi, thì hai vị nên chân thành ăn năn sám hối các tội mình đã tạo trong kiếp trước. Do xưa kia đã không làm tròn bổn phận người hầu, ngược lại còn tham trộm tài vật chủ nhân, chiếm đoạt quá mức để tiêu xài cho thỏa. Có ngờ đâu, đến đời này vẫn phải hoàn trả lại hết, đủ cả vốn lẫn lời cho chủ. Vì vậy mà khổ không kể xiết. Bắt đầu từ nay trở về sau, hai vị phải đến trước Phật chí thành sám hối lỗi xưa, nhất định phải trì giới ăn chay, hằng ngày vì tiểu thiếu gia kiếp trước tụng một bộ kinh Địa Tạng, dùng đây để hỗ trợ, tăng thêm huệ mệnh phúc báo cho người. Đồng thời phải nài xin bà ngoại khuyên bảo cháu dùm: lớn rồi nên tự chăm sóc, tự lo, nếu không chịu sống tự lập thì tương lai sẽ biến thành người vô dụng, thành kẻ phế thải trong xã hội. Nếu như bà ngoại đáp ứng, chịu khuyên cháu, thì con các vị nhất định sẽ nghe lời. Phần hai vị phải dốc sức sám hối tụng kinh, ăn chay, tu sửa. Nếu làm được vậy thì cậu con ắt sẽ thay đổi nhanh thôi, bởi vì bản chất cháu vốn không phải lười biếng chẳng muốn làm, mà là do chịu ảnh hưởng của nghiệp lực tác động chi phối nên mới không làm. Tôi nói xong rồi, phương thuốc hay đã đưa ra, phần áp dụng thực hành là của các vị. Nếu có thể làm được như lời tôi khuyên thì tất cả đều sẽ chuyển tốt. Câu chuyện nhân quả có thực này khiến lòng tôi trở nên nặng nề. Vì nghĩ đến hiện nay trên thế gian này, đã có bao gia đình gặp cảnh con cái bất hiếu, hút chích ma túy, sống vật vờ, hoặc suốt ngày đêm ngồi nơi quán nét chẳng thiết về nhà. Những cảnh yêu sớm rồi phá thai, chưa kết hôn đã vội sống thử, sống chung. Ngoại trừ do ảnh hưởng giáo dục sai lầm và hoàn cảnh tệ lôi cuốn, liệu có nhân quả góp phần chi phối trong đó hay không? Thiết nghĩ những vị làm cha mẹ nên tự kiểm lại bản thân khi vấp phải những cảnh nghịch ý trái lòng tương tự. Chính vì tạo ác nghiệp sẽ chiêu lắm khổ báo ập tới, nên tất cả chúng ta cần phải phát nguyện đời đời kiếp kiếp tuân giữ ngũ giới, tu thập thiện, làm tròn bổn phận, không tham, không cầu, không ích kỷ, tư lợi. Phải biết chúng ta đang lặn hụp trong lục đạo, cứ luân hồi phần xoay trong biển khổ sinh tử. Rồi từ đấy kết thân, kết oán, thiếu nợ, hoàn nợ, vân vân. Thực sự, bạn vĩnh viễn trốn không được, thoát không khỏi lưới nhân quả gian sức mật thiết, tinh vi trong trời đất. Chỉ có tiếp thọ lời Phật dạy và y giáo phụng hành mới mong có ngày được giải thoát. Quả hồng.